Chào các bạn, bên cạnh những phiên bản ASUS ZenFone 2 RAM 4GB đang được bán trên thị trường với mức giá khoảng hơn 7 triệu đồng thì hiện nay thì ASUS cũng chính thức giới thiệu cái dòng sản phẩm ZenFone 2. Tuy nhiên nó sẽ được giảm bớt về cấu hình cũng như là hiệu năng để có một cái mức giá rất hấp dẫn. Trên tay mình chính là phiên bản ZenFone 2 với cái tên mã là ZE500CL. Và cái phiên bản này thì hiện tại đang được bán ở Diệu Thông Minh với mức giá là gần 4 triệu đồng. Và nó sẽ có cái gì đặc biệt cũng như là liệu nó có thể kế thừa cái dòng sản phẩm ZenFone 5 ở thời điểm năm ngoái không, thì mình sẽ gửi đến các bạn bài mở hộp cũng như đánh giá nhanh về sản phẩm này. Các bạn thấy thì về cách đóng hộp thì chiếc ZenFone 2 bản 500CL thì vẫn tương đồng như cái bản RAM 4GB mình đã từng mở hộp trước đây. Thế đây là một sản phẩm chính hãng và cái thiết bị trên tay mình thì có màu trắng, tuy nhiên thì toàn bộ mặt trước của nó vẫn là màu đen. Cái phụ kiện bên trong cái phiên bản giá rẻ này thì mình sẽ có là một sách hướng dẫn sử dụng và một cái phiếu bảo hành chính hãng. Và bên cạnh đó thì mình cũng chỉ có một cái cổ sạc với lại một cái chiếc cáp kết nối micro USB mà thôi. Như vậy thì đây là phiên bản giá rẻ nên nó sẽ không hỗ trợ tai nghe. Như mình đã nói lúc ban đầu thì với phiên bản ZenFone 2 giá rẻ này thì nó sẽ có một số cái khác biệt so với bản RAM 4GB trên thị trường. Cái điểm đầu tiên các bạn có thể khác biệt đó chính là về thiết kế của sản phẩm này. Thì chiếc ZenFone 2 bản 500CL thì nó được rút gọn từ màn hình 5,5 inch xuống còn 5 inch. Vì vậy khi bạn cầm trên tay thì nó khá là vừa vặn và nó tương đồng như dòng sản phẩm ASUS ZenFone 5 năm ngoái. Sản phẩm này thì nó sẽ có cái kích thước màn hình cũng như là độ dày, những cái trải nghiệm hoàn toàn tương đương. Nó chỉ có khác biệt một chút là các bạn thấy tổng quan thiết kế thì nó sẽ hơi bo tròn một chút, giống với dòng sản phẩm ZenFone 2 năm nay. Mặt sau thì thay vì sử dụng chất liệu nhựa phay xước như phiên bản RAM 4GB nhìn có vẻ rất là sang trọng, thì sản phẩm này nó lại quay trở về với cái thiết kế nhựa polycarbonate như dòng sản phẩm ASUS ZenFone 5 năm ngoái. Vì vậy mình đánh giá cái chất liệu này thì khi mình cầm nó cho cảm giác khá là rẻ tiền, nó dễ bám mồ hôi cũng như là vân tay. Ở đây thì mình sẽ có một cái camera chính là 8 megapixel, thì cái camera này nó cũng được rút gọn so với 13 megapixel trên phiên bản RAM 4GB. Ở đây thì nó cũng chỉ là trang bị đúng một cái đèn flash mà thôi chứ không phải đèn flash chú tông. Và cái điểm mà các bạn thấy quen thuộc đó chính là hai phím tăng giảm lượng thì của dòng RAM 4GB sẽ được đưa ra mặt sau trên cái chiếc ZenFone 2 bản giá rẻ này. Ở dưới thì mình vẫn có cái giải loa ngoài cũng như logo ASUS. Ở mặt trước thì các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có màn hình 5 inch và cái độ phân giải của nó dừng lại mức HD chứ không phải là Full HD. Như vậy thì về thiết kế thì các bạn có thể thấy chiếc ZenFone 2 bản 500CL thì nó được rút gọn về kích thước màn hình, rút gọn độ phân giải và bên cạnh đó sẽ được trang bị một chất liệu nhựa không được cao cấp như cái dòng sản phẩm RAM 4GB. Về màn hình thì cũng giống như thiết kế thì chiếc ZenFone 2 nó được rút gọn từ kích thước 5,5 inch xuống còn 5 inch như lúc ban đầu mình đã nói và độ phân giải của nó chỉ dừng lại mức HD. Và sản phẩm này thì nó sẽ có cái chất lượng hiển thị khá là tương đồng, khá là giống với dòng sản phẩm ASUS ZenFone 5 năm ngoái. Ở đây thì nó vẫn sử dụng tấm đèn IPS và độ phân giải HD và nó cho góc nhìn cũng độ sáng thì cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì nếu xét về cái màu sắc hiển thị đậm đà thì đương nhiên nó sẽ không thể sánh nổi với một số sản phẩm của Sony hay là Samsung được. Ở đây có một điều mình không thích trên cái chiếc ZenFone 2 phiên bản này, đó là với những phiên bản RAM 4GB thì hai cái viền màn hình được làm rất là nhỏ và cân đối kiểu bạn xem phim trải nghiệm thì thực sự là tuyệt vời. Còn với sản phẩm này thì các bạn có thấy ở viền phía trên, phía dưới cũng hai viền bên cạnh thì ASUS làm khá là dày và nó không khác biệt nhiều cho lắm với dòng sản phẩm ZenFone 5 năm ngoái. Theo mình thì với cái mức giá 4 triệu thì cái điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tiếp theo là về cấu hình. Thì trong năm nay thì những dòng sản phẩm ZenFone 2 có mức giá từ 5 triệu trở lên thì nó được sử dụng con chip Intel Atom 64 bit. Còn với chiếc ZenFone 2 giá rẻ trên tay mình thì nó lại được trang bị con chip giống hệt với ZenFone 5 năm ngoái, đó chính là con chip Atom Z2560 và cái xung nhịp của nó chỉ là 1,6GB mà thôi. Như vậy thì nó hoàn toàn tương đồng với con chip năm ngoái trên ZenFone 5, tức là nó vẫn được chạy trên cái nền tảng 32 bit. Có một điểm đáng khen đó chính là sản phẩm này thì đã được chạy sẵn trên nền tảng Android 5.0.1 khi xuất xưởng. Đây là điều rất là đáng khen cho ASUS. Còn mọi cái thông số khác như là bộ nhớ trong thì nó sẽ có là 16GB, RAM 2GB. Và với cấu hình này thì điểm số benchmark thì khi mình đo được nó sẽ rơi vào khoảng từ 23 đến 24 nghìn điểm, rất là tương đồng với dòng sản phẩm ZenFone 5 năm ngoái. Và nó vẫn cho những trải nghiệm như là chơi game hay là xem phim lướt web thì rất là tuyệt vời, rất ít khi xảy ra hiện tượng giật lag. Về camera
Thì cũng giống như Zenfone 5 thì Asus Zenfone 2 phiên bản giá rẻ thì được trang bị camera chính là 8 megapixel và camera trước là 20 megapixel. Như vậy thì về cái phần cứng máy ảnh thì nó hoàn toàn không hề khác biệt. Ngay cả một số cái tính năng chụp ảnh ở đây thì chúng ta cũng thấy rất là quen thuộc, vẫn là công nghệ Pixel Master cho khả năng chụp thiếu sáng rất là ấn tượng. Ngoài ra thì vẫn có một cái chế độ mình đánh giá rất là cao như là chế độ độ sâu chứng ảnh, tức là các bạn thể chụp trước lấy nét sau, xóa thông minh hay là những chế độ chụp đêm hay chụp thiếu sáng HDR rất là ấn tượng. Còn cuối cùng sẽ là về pin, thì đây là cái điểm có thể nói mình đánh giá cao nhất trên cái sản phẩm này. Nếu so với Zenfone 2 bản 4G thì với pin là 3000 mAh thì sản phẩm này nó chỉ được trang bị viên pin là 2000 mAh, nhưng nếu so với dòng sản phẩm Asus Zenfone 5 năm ngoái chỉ với dung lượng pin là 2100 thì có khá nhiều bạn phàn nàn về vấn đề này, tức là với một cái màn hình lớn mà mức pin như vậy thì nó sẽ chỉ đáp ứng cơ bản cho các bạn trong vòng một ngày, còn nếu mà chúng ta sử dụng với cường độ cao thì một ngày phải sạc đến 2-3 lần là điều bình thường. Còn trong năm nay thì Zenfone 2 phiên bản này được hỗ trợ tới pin là 2500 mAh thì có thể đáp ứng cho các bạn thoải mái trong vòng một ngày, và nếu bạn nào còn dùng ít thì hoàn toàn có thể sang ngày thứ hai. Thì đây là cái điểm mình thấy ấn tượng nhất với chiếc Zenfone 2 phiên bản 500CL này. Và như vậy thì trên đây thì mình đã giới thiệu đến các bạn một cái dòng sản phẩm mới của Asus, chiếc Zenfone 2 phiên bản 500CL. Đây là một phiên bản Zenfone 2 rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Các bạn có thể coi đây là một cái dòng sản phẩm nó sở hữu hoàn toàn cái cấu hình phần cứng như chiếc Zenfone 5 năm ngoái, nhưng nó sẽ được mang trong mình một cái thiết kế của dòng sản phẩm Asus Zenfone 2 năm nay. Đó là tất cả những gì các bạn có với một mức giá giữ nguyên và không hề thay đổi, khoảng gần 4 triệu đồng. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.